sân sẩn gì đó. Thì có về đâu, sớm mai một ngày kia, linh trang bơi bao vây, hiệp với hương quán làng sở tại, lấy cớ rằng họ rơi thơ, nói nhà nó hội họp anh em đêm đông. Mà do nó cầm đầu mới quy, làng nói nó làm quốc sự, mới đi lục xếp khắp trong ngoài, đúng là hòa phước nạn luân. Họ đã tóm nhầm cây súng lục và một bó giấy tờ của nó.